Bữa trưa thì anh đã chỉ bản tính toán và gán xong thành phần tĩnh của tải gió rồi, đúng không? Bữa nay mình sẽ qua thành phần còn lại của tải gió, đó là thành phần động của tải gió, được không? Thì nhắc lại bài cũ chút xíu này, thành phần động của tải gió của mình đó thì cũng luôn luôn gồm hai thành phần. Thành phần thứ nhất đó là thành gió xung nha, xung vận tốc gió, và thành phần thứ hai đó là lực quán tính, mà lực quán tính này là của công trình gây ra. Nhớ, lực quán tính sinh ra khi nào? Sinh ra khi công trình của bạn dao động, nhớ nha, dao động. Vì thế khi mà mình tính toán dao động nó khác với do tĩnh. Khi mình tính toán thành phần tĩnh của tải gió, các bạn không nhất thiết bạn phải đi phân tích động lực học kết cấu. Nhưng mà khi bạn tính toán thành phần động của tải gió, các bạn phải đi phân tích động lực học kết cấu. Phân tích động lực học kết cấu là gì? Các bạn phải tìm ra được những cái thằng sau. Thứ nhất đó là chu kỳ này, được không? Chu kỳ. Thứ hai đó, từ chu kỳ có thể mình tìm được tần tần số, được không? Chu kỳ hoặc là tần số dao động, rồi khối lượng tham gia dao động, khối lượng tham gia dao động. Và ngoài ra, ngoài chu kỳ, tần số, ngoài khối lượng tham gia dao động ra, thì khi phân tích động lực kết cấu, các bạn cần một cái đó là người ta gọi là hay gọi là dạng dao động nha. Mà cái từ trong ETAP nó gọi là mode shape, mode shape, dạng dao động. Đấy, cái này thì bạn đã học môn môn là động lực học công trình hay động lực học kết cấu rồi, đúng không? Nhưng mà nhiều khi các bạn học chỗ này bạn này hay thường thường bạn quên phần này, thì mình sẽ nhắc lại chỗ này chút xíu, học tới đâu mình sẽ nhắc lại tới đó, được không? Đây rồi, đấy. Thì trước khi học thành phần động của tải gió, mình nhắc sơ sơ qua về động lực học kết cấu xíu nha, rồi ôn tập tí xíu thôi. Nói chung động lực học kết cấu thì bạn học nhiều, nhưng mà ở đây thì anh nói về những cái mà mình thường gặp thôi, thường gặp khi mình tính toán tải gió thôi, chứ không không nhất thiết mình phải nói tất cả mọi cái đâu, nó khá là dài dòng. Đấy rồi, thì khi mà bạn thiết kế kết cấu á, thì trong công trình của bạn có thể gặp những dạng tải động sau. Thứ nhất đó là dạng tải đầu tiên á, đó là tải động với dạng tải tải điều hòa, đó tải điều hòa. Tải điều hòa thường thường gặp khi nào? Tải điều hòa thông thường bạn gặp trong trường hợp á, bạn thiết kế thường thường là thiết kế mà cái sàn này, sàn nha, hoặc là cái móng mà bạn đặt một cái máy, đó, cái máy thì có thể là dạng tải tải điều hòa. Ví dụ bạn thiết kế một cái sàn mà trên cái sàn đó bạn đặt một cái máy phát điện, thì cái sàn đó chịu tải là tải điều hòa, được không? Tải điều hòa. Thì trước giờ thường thường mình làm tải tĩnh thì nó dễ, còn tải động á thì nó không có dễ đâu. Đa số mọi người ở ngoài người ta làm gì trong các bài toán tải động á, thì các anh em hay lấy ví dụ, như là lấy ví dụ bây giờ á, cái trọng lượng của máy này, ví dụ trọng lượng của máy này, ví dụ anh ví dụ nha, là 10 tấn đi, được không? 10 tấn. Thì thay vì người ta tính bài toán động á, người ta lấy 10 tấn đó người ta nhân ví dụ khoảng 1.5 lần lên, được không? 1.5 lần lên. Sau đó người ta lấy cái 10 nhân 1.5 là 15, đúng không? Người ta lấy cái đó là làm gì? Người ta gán được mô hình, được không? Người ta tính như bài toán tính thông thường, được không? Thì cái cách tính đó người ta kêu là an toàn, nhưng mà thực tế cái cách tính đó không có an toàn đâu, được không? Cái tính đó chẳng qua là để mình gọi là tính nhanh thôi, được không? Tính nhanh ra kết cấu thôi, chứ cách tính đó nó không đúng. Và khi trong trường hợp nguy hiểm nhất, chưa chắc kết cấu mình chịu được cái cực đó nha, lưu ý. Rồi cái trường hợp tải thứ hai của mình á, có thể mình cũng gặp, đó là dạng tải nó không hẳn là điều hòa, mà người ta gọi là tải biến đổi, được, hay còn gọi là, còn anh hay dùng từ còn gọi là tải tách dần, tải tách dần. Đấy, thì thực tế cái tải thành phần động tải gió tác dụng vào công trình của bạn á, nó cũng có dạng là tải tách dần, được không? Khi gió thổi vào công trình của bạn, gió thổi vào công trình của bạn nha, được không? Gió sẽ ma sát với cái bề mặt công trình của bạn, được không? Đấy, thì lúc đó nó sẽ làm giảm tác dụng của tải gió lên công trình của bạn. Đấy, dạng tải tách dần. Dạng tải thứ ba mà các bạn có thể gặp trong tải động nha, trong công trình mình, đó là dạng tải gọi là tải xung nha, tải xung. Lưu ý cái này giống giống như cái từ gì mình vừa nói đó, xung của gì? Xung của vận tốc gió, đúng không? Nghĩa là sao? Nó tác dụng tại một thời điểm rồi, sau đó là gì? Nó tắt luôn, được không? Hoặc là bạn tưởng tượng xung giống như trường hợp là khi mà có một cái xe đi, nó đụng vào công trình của bạn, được không? Nó tác dụng lực vô thôi, sau đó nó dừng luôn, được không? Đấy. Nó không giống như tải điều hòa là cứ tác dụng hoài mãi mãi, được không? Còn tải xung á tác dụng phát dừng luôn nha. Đấy rồi, dạng tải thứ tư mình cũng có thể gặp, đó là dạng tải mà biến đổi, dạng tải biến đổi theo theo thời gian, được không? Thì đặc trưng của dạng tải biến đổi theo thời gian trong bài của mình á, đó là tải trọng động đất nha, tải trọng động đất. Đấy, thì trong khóa này mình cũng có dạy các bạn là phần tải trọng động đất luôn nha. Đấy, đó là một số dạng tải nha, một số dạng tải mà mình có thể mình gặp trong phạm vi đồ án của mình, được không? Đấy rồi,
Ban nãy anh nói bạn là cái trường hợp tải tắt dần này. Cái trường hợp tải tắt dần là cái trường hợp mình gặp nhiều nhất. Gặp nhiều nhất nha. Điều hòa ít gặp nhưng tải tắt dần gặp nhiều lắm. Đấy. Vậy đấy này, anh nói các bạn trong trường hợp này, nếu tải tải điều hòa hoặc tải tải tắt dần, được không? Nếu mà bạn tính toán thành phần động của tải gió, bạn tính bằng cách bạn lấy cái hệ số bạn nhân lên. Như anh đã nói ví dụ là tải tính tải là 10 á, bạn nhân 1.5 lần lên, mà lấy số đó bạn gán vô mô hình của bạn. Điều đó là không đúng và chưa chắc nó gây nguy hiểm nhất cho công trình của bạn. Nhớ nha, chưa chắc gây nguy hiểm nhất cho mình bạn. Thì ở đây á, mình lấy một cái ví dụ này thì nó rất là nổi tiếng rồi. Bài của mình nha, cái bài của mình. Đây. Rồi. Bước số 1 đấy. Bước số 1 khi tính toán thành phần động của gió thì cái này bước trước anh đã có dạy rồi đúng không? Đấy. Đó là xác định xem công trình của mình có thuộc phạm vi tính toán thành phần động không. Thì bạn còn nhớ nếu mà mình dựa trên tiêu chuẩn 2777/1995 á, nếu công trình bạn làm công trình là dạng gì? Dạng địa hình A, địa hình B, được không? Thì công trình này phải có chiều cao bao nhiêu mét với tính gió động bạn? Lớn hơn 40 mét với tính gió động, đúng không? Còn nếu công trình mà địa hình dạng C thì dù công trình của bạn là cao trên 40 mét hay là cao dưới 40 mét bạn vẫn phải tính thành phần động. Lưu ý nha, nếu công trình mặt địa hình dạng C cao trên 40 mét hay cao dưới 40 mét bạn vẫn phải tính thành phần động của tải gió. Lưu ý điều này nha, cẩn thận, được chưa? Hiểu điều này không? Rồi, tiếp nè. Bước số 2, để ý nè. Bước số 2, đấy. Khi mà mình đi tính toán đấy, khi mình đi tính toán các thành phần động lực học của công trình á, được không? Thì mình làm gì? Đó là mình phải đi thiết lập sơ đồ tính toán thành phần động lực. Được không? Thiết lập sơ đồ tính toán thành phần động lực. Hiểu bước này như thế này nè. Ví dụ bây giờ công trình của mình á, công trình của anh hiện tại nè. Đây. Công trình của anh có tổng cộng là 17 tầng. Được không? 17 tầng. Mặt bằng sàn của anh có bề rộng đúng không? Có bề rộng. Nhưng mà ở bước số 2 ấy, khi mà đi thiết kế, đi tính toán cái thành phần động lực á, cái mô hình tính toán của mình như sau này. Đấy. Trong tiêu chuẩn của mình á, khi tính toán cái thành phần động lực bao gồm là gì? Bao gồm chu kỳ này, hay là tần số này, khối lượng dao động này, và cái thứ ba đã nói là cái gì đây? Cái dạng gì không? Dạng dao động đúng không? Dạng dao động. Thì công trình của mình á, mình không có mô hình một không gian nữa. Đúng không nhỉ? Mình không có mô hình một không gian nữa. Mà lúc này á, mình sẽ xem công trình mình như một thanh console. Đấy nha, công trình mình như một thanh console. Và mỗi tầng này, đấy, mỗi tầng thì bạn xem nó như là một chất điểm thôi. Nhớ nha, khi mình tính toán các thành phần động lực như là chu kỳ, tần số, được không? Khối lượng tham gia động và dạng động á, thì mô hình tính toán của công trình bạn như là một thanh console. Mỗi tầng mình xem nó như là một chất điểm. Nhớ nha, mỗi tầng nó xem như là một chất điểm. Được. Và mỗi chất điểm này á, nó sẽ có một cái khối lượng nha. M1, M2, rồi MX, MN, được không? Vậy bây giờ bài của anh có tổng cộng là 17 tầng. Nhớ nha, bài của anh có tổng cộng là 17 tầng. Thì thanh công son của anh á, sẽ có tổng cộng là 17 chất điểm. Hiểu đúng này không? 17 chất giống như vậy này. 17 chất điểm. Đó là cái mô hình đi tính toán thành phần động lực. Nhớ thành phần động lực của ba thành phần như bạn đã nói đó, đó chu kỳ tần số nó giống nhau, từ chu kỳ mình tìm được tần số và ngược lại khối lượng dao động và dạng dao động nha, khối lượng dao động và dạng dao động. Nhớ là mô hình tính toán của mình là giống như là một thanh console nha, một thanh console đấy. Mỗi tầng đều có một cái khối lượng tập trung. Được chưa? Đấy. Rồi. Vậy từ cái mô hình đó để này, cái mô hình đó. Bạn thấy ở đây á, mỗi tầng á đều có một cái khối lượng tập trung đúng không? Được, khối lượng tập trung. Và bây giờ bước đầu tiên là mình phải đi làm gì? Mình phải đi khai báo khối lượng tham gia dao động. Đấy, đi khai báo khối lượng tham gia dao động. Thì trong tiêu chuẩn Việt Nam của mình á, ở tiêu chuẩn xây dựng 291999 nằm ở bảng số 1 nha, nằm ở bảng số 1 đấy. Thì nó quy định như sau. Đấy, khi kể đến này đấy, giá trị khối lượng dao động của mình á bao gồm tất cả các khối lượng kết cấu chịu lực, bao che, trang trí và kể cả các khối lượng tạm thời nữa. Tuy nhiên á, khi mà mình tính các khối lượng tạm thời thì mình phải kể đến một cái người ta gọi là hệ số chết giảm, nghe hệ số chết giảm. Thì trong tiền Việt Nam của mình nó quy định là khi mà mình tính toán khối lượng mình khối lượng tham gia động sẽ là bằng một tính tải cộng cho 0.5 hoạt tải. Khối lượng theo mình sẽ là 1 tính tải cộng 0.5 hoạt tải.
do công trình lưu ý này, do công trình buồn đó là công trình dân dụng, nhớ nha, do công trình là công trình dân dụng thì mình sẽ lấy hệ số chiết giảm của hòa tải là 0.5, 0.5 người ta gọi là hệ số chiết giảm của hòa tải. Nghĩa là người ta quy ước như vậy là khi công trình của mình á, công trình dao động chưa chắc 100% hòa tải chất đầy trên sàn, đúng không? Đấy, có thể là chỉ 50% hòa tải chất đầy trên sàn thôi, đó, không chất đầy 100%. Nhưng người ta không xét đến 100% đâu ạ. Rồi, đó quy Việt Nam mình nó quy định là khối lượng bằng 1. Mình xét 100% tính tải nhưng mà hòa tải á, thì mình chỉ xét 50% thôi, được không? Đấy. Rồi bây giờ bạn vào ETAP này, anh chỉ bạn khai báo khối lượng tham gia dao động này. Vào ETAP, anh chỉ bạn khai báo khối lượng tham gia dao động. Đấy. Các bạn vào menu Define này, menu Define, yeah, menu Define. Được. Các bạn chọn dùm anh đó là Muscles, yeah, Muscles. Được. Dùm Muscles chưa bạn? Đấy. Rồi. Ở đây bạn có một cái đó là muscle 1 này, được không? Thì bạn click modify nha, yeah, modify giùm anh. Muscle này anh gọi là muscle là gió. Yeah. Gió động nha, yeah, gió động. Đấy. Rồi. Rồi, để anh giải thích chỗ này. Đầu tiên á, muscle là tính bằng những cái nguồn nào? Thứ nhất đó là element cell mass là gì? Element cell mass đó là trọng lượng bản thân của kết cấu nha, yeah, trọng lượng bản thân kết cấu. Thứ hai là gì? Additional mass là gì? Là những cái tải, những cái khối lượng nha. Những khối lượng mà mình gán thêm vào công trình của mình, được không? Gán thêm vào công trình mình. Đấy. Thì anh thấy ở đây á, cái khối lượng trên bảng ghi là bằng một tính tải cộng bao nhiêu các bạn? Một tính tải cộng cho 0.5 hòa tải, đúng không? Đấy. Thì cách thứ ba nha, cách thứ ba để tính toán khối lượng tham gia dao động đó là mình tính được, mình tính dựa trên gì vậy? Dựa trên cái gì? Dựa trên những cái trường hợp tải của mình, hiểu không? Dựa trên cái trường hợp tải của mình. Thì đây các bạn chỉ còn lựa chọn cho anh trường hợp số 3 thôi là được rồi. Trường hợp số 3. Specify load pattern thôi được rồi. Xong chưa? Đấy. Rồi, đầu tiên á, đấy này, một tính tải thì tính tải bao gồm là gì? Bao gồm gì? Trọng lượng bản thân, tải hoàn hiện và tải gì? Tải tường, đúng không? Rồi, đầu tiên trọng lượng bản thân này thì ở một multiplier mình để 1 nha. Sau đó tới tải hoàn hiện này, mình cũng để lên multiplier là 1 và cuối cùng là tải gì đây? Tải tường, multiplier là 1 luôn. Hiểu đoạn này không? Đấy nha. Rồi, tiếp này. Hòa tải ở đây mình có hai loại hòa tải là hòa tải bé hơn 2 và hòa tải lớn hơn hoặc bằng 2, đúng không? Đầu tiên hòa tải bé hơn 2 trước này, giá trị hệ số của nó là 0.5 và hòa tải lớn hơn bằng 2 giá trị của nó cũng là 0.5 luôn, được không? Đấy, có hai cái này nha. Đấy. Xong chưa các bạn? Đấy. Nhớ này, ở đây á, các bạn chỉ chọn cho anh một cái hằng số 3 thôi, được không? Nếu mà chỗ này mà bạn làm sai á, bạn làm sai, bạn vừa chọn hằng số 1 này, bạn vừa chọn hằng số 3 này nè, nó sẽ hiện cái cảnh báo, hiểu này không? Hiện cảnh báo tại vì trong hằng số 3 của mình á có làm trọng lượng bản thân chưa, có trọng lượng bản thân rồi, đúng không? Mà bạn bấm cái hằng số 1 đó là tính thêm gì nữa, tính thêm xe quay một lần nữa, đúng không? Nó sẽ cảnh báo là kêu chửi mấy ông đấy, mà tính trọng lượng bản thân hai lần rồi, được không? Thì lúc đó khối lượng nó sai thì chắc chắn khối lượng đã sai thì lực quán tính của bạn nó cũng sao, cũng sai theo, hiểu không? Khối lượng đã sai thì chắc chắn lực quán tính của bạn nó cũng sai luôn, được chưa? Lưu ý này. Yeah, đấy. Được không? Rồi, tiếp bài của mình nha. Ok nè. Đấy. Đó là bước đầu tiên, mình đi khai báo khối lượng tham gia dao động, được không? Tham gia dao động. Đấy. Bước số 2 đấy nè, bước số 2. Bạn thấy bây giờ này, anh hỏi bạn nè. Bây giờ á, cái mô hình tính toán động lực học của mình á, nó chỉ là một thanh gì đây? Nó là một thanh công suất. Được không? Thanh công suất. Bây giờ á, thanh công suất này á, anh hỏi bạn nè, cái chất điểm này nó có tổng cộng bao nhiêu bậc tự do? Bạn hiểu, nhớ bậc tự do là gì không? Là sao? Nói to lên. Đấy. Bậc tự do là số thông số chuyển vị để xác định được cái vị trí của khối lượng dao động. Bây giờ thằng này nó có bao nhiêu chuyển vị này? Đầu tiên chắc chắn mình suy nghĩ là nó sẽ có một cái chuyển vị gì đây? Một chuyển vị nằm ngang, đúng không? Hiểu chỗ này không? Chuyển vị nằm ngang. Rồi. Một chuyển vị nằm ngang như thế này. Có chuyển vị gì nữa? Xoay, đúng không? Nghĩa là khi mình chỗ này là khi chuyển vị ngang thì cái thanh này có thể nó quay qua đây, nó xoay xuống đây này, chất điểm xuống đây, thì khi chất điểm xuống đây nó mới có góc gì đây, nó mới có góc góc xoay, hiểu là này không? Còn nếu mà chỗ này lưu ý chỗ này nè, thằng này á, nếu mà nó chỉ chuyển ngang là có góc xoay không, chuyển ngang có góc xoay không, hiểu là này không? Nếu mà thằng này anh em hiểu đơn giản như vậy nè, thằng này nếu mà chỉ chuyển ngang qua đây như vậy nè,
nó có xoay không? Nó có xoay không? Khi là giống như thằng này nó phải có chuyển bị xuống đúng không? Dịch xuống thì nó có xoay. Rồi bây giờ anh hỏi bạn này, bây giờ ở tiếp này nó có cần chuyển bị đâm vào không? Thực tế nó có chuyển bị đâm vào, nhưng trong cái mô hình tính toán đồng đường học trong thị trường Việt Nam của mình á, đấy, nó coi như là một thanh công console, đúng không? Thanh console. Mà thanh console này á, nó chỉ chịu tải trọng ngang thôi. Bạn lưu ý đoạn này nè. Các bạn có thể bạn mở phụ lục, nó nằm như là phụ lục A thì phải đó. Đây nè, kiếm cái hình để nó nói đoạn này. Đây nè, lấy thanh console này nè. Được. Thanh console này á, nó chỉ có gì thôi? Chỉ có khối lượng tập trung và chỉ chuyển về gì đây? Chuyển về đâm, đâm ngang. Vì thế không có xét cái chuyển về làm gì, chuyển về đâm vào. Hiểu ý là này không? Đây nè. Đây, thanh console của bạn chỉ có chịu chuyển vị nằm làm ngang thôi, được không? Đấy, mình không có xét cái chuyển vị đâm vào nha. Đấy, vì thế thông thường chỗ này nè, khi mình đi tính toán các thành phần động lực á, các bạn nên đọc kỹ cái phụ lục B. Phụ lục B của tiêu chuẩn xây dựng 229/1999. Phụ lục B này làm gì? Phụ lục B nó giải thích cái cách tìm để nha, cách tìm chu kỳ, tần số và dạng rộng. Đấy, bằng cách tính tay nè. Đấy nha, bằng cách tính tay. Còn đa số bạn này làm gì? Đa số các trường hợp á là các bạn dùng ETAP. Đa số nha, bạn dùng ETAP. Được, dùng ETAP lưu ý không hiểu thì coi chừng nó bị sai nha. Để điều này, nhớ nha. Đấy, mình không xét cái chuẩn bị đâm vô nha. Mình chỉ xét hai cái là đó, có thể chuẩn bị nằm ngang và có thể thêm gì nữa đây. Có thể nếu mà có thì có góc. Góc xoay của mình nữa, được không? Xoay của mình nữa. Đấy. Được. Nhớ là về đọc kỹ cái phụ lục B nha, phụ lục B. Cái này nó hơi thiên về toán thiệt á, nhưng mà thực tế anh thấy nó cũng không tới mức quá khó đúng không các bạn đâu, được không? Đấy, nó cũng chỉ là cộng trừ nhân chia, lâu lâu nó có căn bậc hai này nọ thôi, nó cũng không tới mức quá khó nha. Rồi tiếp bài của mình nha, tiếp bài của mình. Đấy, rồi đó là bước số 1, mình đi khai báo khối lượng nha. Tiếp theo nè, đấy, tiếp theo bây giờ này, để đấy, bây giờ cái như anh vừa nói là cái chuyển vị này, cái khối lượng của mình á, nó chỉ có một chuyển vị theo phương nằm gì, theo phương nằm ngang thôi đúng không, hoặc là có thêm góc gì nữa, góc xoay nữa. Vì thế bạn lưu tâm điều này nè, bạn để ý khi mà bạn đi tìm chu kỳ, tần số và dạng dao động á, bạn lưu tâm dùng anh một điều, để gương dùng anh một điều. Thông thường ở đây nó có hai quan điểm như sau này, hai quan điểm như sau. Quan điểm số 1 nè, quan điểm số 1 là người ta dùng mô hình đó là mô hình 3D, nhớ nha, người chạy mô hình 3D. Mô hình 3D người ta tính một lúc á, là cả hai gió động, đó là gió động X và gió động Y luôn. Lưu ý nha, đấy, mô hình 3D chạy cả hai gió động, gió động X và gió động Y. Tuy nhiên đấy nè, như anh vừa nói bạn á, là trong cái bài toán động lực kết cấu theo chuyển Việt Nam của mình, thì cái điểm này chỉ có chuyển vị theo phương nằm gì đây, chỉ có nằm ngang thôi, không chuyển vị theo phương đâm vào, đúng không? Và ví dụ nếu mà chúng ta gọi thằng này là X nè, thằng đâm vào là Y, thằng thứ này là Z đi, thì cái chuẩn bị này chỉ có U gì đấy, U thôi, được, chỉ U một phương thôi, nó không có U hai phương. Thì quan điểm số 2 là gì? Quan điểm số 2 là gì? Đó là bạn làm hai bài toán. Trường hợp số 1, nha, trường hợp số 1, bạn phân tích mặt phẳng, đó là mặt phẳng X, Z, nha, X, Z. Bạn tính cho gió gì? Bạn tính cho gió là gió, gió X, gió động X. Trường hợp thứ hai bạn phân tích là bài toán YZ, phân tích cho gió gì đây, gió là gió, gió Y. Chữ tưởng là đây không bạn, thì có hai cái hướng giải nha, hai hướng giải như thế này. Cách thứ nhất á thì nó sẽ nhanh hơn nha, được. Nhưng mà cách thứ nhất nó bị cái gì? Thứ nhất nó bị một cái, đó là nó không hoàn toàn chính xác, nhớ nha. Cách thứ nhất nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà một cái đó là nó không hoàn toàn chính xác 100%, tại vì theo lý thuyết động lực của Việt Nam của mình, đá chuyển vị này chỉ có một ngang hay là xoay cho mặt phẳng thôi, được không? Không có chuyển vị ngoài mặt phẳng và cũng không có xoay ngoài mặt phẳng của mình, để ý điều đó. Yeah. Cách thứ hai thì nó đúng hơn, nhưng mà nó đi một kèo cái là sao? Nó lâu hơn. Như là này không? Đấy. Yeah. Mỗi cách nó đều có ưu điểm và nhược điểm. Thì nếu mà trong trường hợp bài của bạn á, công trình của bạn là đối xứng á, đối xứng nha, thì hai cách này nó như thế nào? Nó gần giống. Giống nhau, hiểu ra này không? Nếu công trình mà đối xứng nha, thì hai cái này gần như nhau. Đấy. Nhưng mà nếu mà công trình của bạn là dạng L đi,
được không? Thì bạn giải cách thứ nhất á, nó sẽ không đúng đâu, không đúng đâu nha, hiểu ý này không ạ? À? Đấy nha. Vì thế đấy, thông thường á anh sẽ làm cho cách số 2, cách đúng nhất là cách số 2, mặc dù nó hơi lâu tí, được không? Nó hơi lâu tí, nhưng mà cách thứ hai nó sẽ đúng hơn. Đó là mình giải mặt phẳng là phẳng xz, nhớ nha, mình giải mặt phẳng xz, mình tìm ra gió gì đây, tìm ra gió x, giải mặt phẳng yz mình tìm gió là gió, gió y, hiểu ra này không ạ? À? Đấy. Nhưng mà trước khi giải bài toán này nè, trước khi mình chạy hai mặt phẳng này, mình vẫn phải chạy 3D một cái. Mình chạy 3D để làm gì? Đấy. Quan điểm số 2 nha, mình vẫn phải chạy 3D một lần. Chạy 3D để làm gì? Để mình kiểm tra gì? Kiểm tra xem công trình của mình nó có bị xoắn hay không. Nhớ điều này nha. Được không? Kiểm tra xem cái khả năng kháng xoắn của công trình của mình đó, nó như thế nào. Được không? Đấy. Để mình quyết định mình làm gì? Mình có thêm hệ vắt hay không? Thêm hệ vắt hay không? Vậy bây giờ anh sẽ chạy cái mô hình 3D trước. Đấy. Nhớ chạy mô hình 3D, anh không lấy mô hình 3D tính toán hành động nha. Anh chỉ lấy mô hình 3D làm gì? Để anh đi kiểm tra xoắn cho công trình của anh thôi. Đấy. Rồi, tiếp bài của anh này. Rồi, vậy đấy. Trước khi chạy bạn để ý này, trước khi chạy, sau khi khai báo khối lượng trong dao động nha. Trước khi chạy bạn phải đi khai báo sàn tuyệt đối đối cứng. Vì trong cái bài toán là do gắn vào tâm này. Bữa trước anh chỉ bạn khai báo sàn tuyệt đối cứng chưa? Chưa khai báo sàn tuyệt đối cứng chưa? Khai báo rồi đúng không? Đấy, và bây giờ mình có cần khai báo lại sàn tuyệt đối cứng không? Mình không cần khai báo sàn tuyệt đối cứng lại. Và bây giờ mình làm gì? Bây giờ mình chạy luôn, đúng không? Đấy. Rồi. Ở đây á, để thiết lập sơ đồ 3D nha. Đấy. Để mình chạy theo sơ đồ 3D. Thì bạn vào đây nè. Các bạn vào Align giùm anh nè. Align. Các bạn chọn giùm anh á, đó là Set Active Degree of Freedom. Nhớ là bước này anh chỉ làm gì? Anh chạy để anh kiểm tra xem công trình con nó có bị xoắn hay không thôi. Nếu mà bị xoắn thì anh làm gì? Anh có thể anh thêm vắt, được không? Thêm vắt góc, anh giảm cái lối cứng của anh lại, anh tăng cột pin, anh tăng cột góc gì đó để cho khả năng kháng xoắn của công trình mình nó tăng lên, được không? Đấy. Rồi chỗ này mình chọn là full 3D nha. Rồi đấy. Rồi bây giờ nhớ là khi mà mình chạy á thì mình đừng có bật khung nhìn nè, đừng có bật cái khung khung nhìn 3D mà chỉ bật khung nhìn gì đây, bật khung nhìn là khung nhìn 2D thôi, được không? Mẹt thì bữa trước mình có chỉ bật mẹt chưa? Mẹt thì bữa trước chỉ bật mẹt rồi đúng không? Đấy. Còn nhớ không? Nếu mà mình mệt sàn á, thôi chỉ lại lần nữa nha. Được không? Làm nhanh lại lần nữa nè. Được không? Thôi quên. Nói đến mệt sàn đây. Mệt sàn thì mình vào menu nào? Vào menu Align đúng không? Align nè. Chọn là gì đây? Chọn là Automatic Mệt Setting for Floor nè. Automatic Mệt Setting for Floor. Rồi. Ở đây mình mệt zero mệt nha. Và mình mệt với kích thước bao nhiêu đây? Mệt kích thước là 1 mét nha. 1 mét. Được không? Rồi. Bây giờ các bạn nhớ sàn là có hai loại sàn. Thứ nhất là sàn mệt khác và ram dốc phải mệt khác, còn nhớ là đó không? Được không? Đầu tiên mình muốn còn chỗ A để mình mệt sàn trước đi. Còn chỗ này là mệt sàn trước. Mình vào menu ở size này. Mình chọn là shell và mình chọn là gì đây? Mình chọn là floor automate option nha, floor automate option. Đấy. Rồi, tiếp. Đấy. Ở đây mình để mệt là mệt default nha, mệt default. Và ở đây nhớ với sàn á thì bạn có nhớ dùm anh á là sàn mình có tích vào chỗ S gì trên như này không? Sàn thì nhớ mình bỏ S gì trên nha, được không? Sàn bỏ S gì trên đi, được không? Ok. Rồi, bước thứ hai mình còn một cái gì nữa? Mình có gì nữa đây? Mình có cái RAM. RAM dốc đúng không? Nhớ là RAM dốc thì mình không có mệt default được. Nhớ nha, RAM dốc mình không mệt default được. RAM dốc bây giờ mình vào menu gì đây? Mình vào menu Select nè, được không? Mình chọn là Select. Mình chọn là Roboty và mình chọn là Slab Section. Ở đây mình có sẵn thêm tắt rồi đó, sẵn tắt đó. Rồi, tiếp. Mình chọn là sàn RAM, RAM dốc, hiểu đoạn này không? Sàn RAM dốc, bấm Select nè. Xong chưa? Rồi, bây giờ mình làm tiếp nè. Sau khi Select sàn RAM dốc xong nha, thì mình vào menu Assign. Vào menu Assign. Được không? Mình chọn là Shell. Cũng chọn là gì đây? Cũng chọn là Blur Automate đúng không? Blur Automate. Nhưng mà lưu ý, khi mà mình để Blur Automate ấy, thì nhớ dùng nè. Với RAM dốc mình không có mệt default, được không? Mà RAM dốc mình phải mệt gì đây? Chọn là Auto, được không? Và mệt cả 4 cái. Hiểu lần này không bạn? Đấy. Nhớ nha, RAM dốc là mình mệt Auto nha các bạn. Đấy, mình để cả 4 cái, nhớ. Không thôi nếu mà bạn quên để này,
bạn quên mày ram dấu á, coi chừng kết quả tí nữa nó sẽ bị sai nha. Lưu ý coi chừng kết quả tí nữa nó sẽ bị sai, được chưa? Đấy. Rồi, tiếp bài của mình nè, tiếp bài của mình nha. Bây giờ tới mình mệt vắt nè. Vắt thì mình có hai loại vắt, đó là vắt nhà và vắt hầm, được không? Đấy. Khi bạn mệt vắt á, bạn vào menu analyze nè. Analyze. Các bạn chọn giùm mình á là automatic rectangular mesh. Auto rectangular mesh. Xong giờ thì cũng giống như sàn á, cái vắt để mình để mệt mệt bao nhiêu mét đây, mình để mệt là một mệt một mét, hiểu đoạn này không, mệt một mét, ok này chưa? Rồi ok nha. Rồi bây giờ để chọn riêng giữa vắt nhà vắt hầm thì mình cũng dùng menu gì, mình cũng dùng menu select nha, mình vào menu select nè, mình chọn là gì đây, select, hiểu chưa? Mình chọn là gì, property, mình chọn là gì đây, chọn là World Section, được không? Rồi mình quyết chọn tất cả vắt này nhưng mà trừ thằng nào? Vắt hầm, bấm Control đó, bấm Control để bỏ thằng vắt hầm ra, được không? Đấy, bấm Select nè. Rồi, bây giờ mệt mình vào menu nào? Menu gì đây? Menu Size nè, chọn gì? Shell, và chọn gì đây? Thay vì Plum chọn là gì? Google đúng không? Google Automate. Rồi, tiếp. À, tiếp đấy, chỗ này nhớ vắt mình không mệt default nha, vắt mình phải mệt là auto rectangular mệt, nhớ nha, auto rectangular mệt. Và nhớ giùm anh này, vắt nhà mình có click vô đây không, với là vắt nhà mình có click vô đây không, vắt nhà có click vô đây không, có nha, vắt nhà không click vô đây là sai đó, apply này đấy. Rồi sau đó bạn select giùm anh cái vắt hầm này, select vắt hầm, vắt hầm thì nhớ là sao, nhớ là bỏ click chỗ này đi, hiểu ra nào, nhớ vắt nhà thì mình click vô SD chain, vắt hầm á thì mình làm gì, bỏ SD chain đi, được không? Đấy, sau này bạn nào á mà bạn tính cái khung mà có vắt á, được không, thì riêng cái tầng đấy này, đây nè, ví dụ anh cho bạn coi đoạn này nè, lưu ý ở đây hoàn toàn á, các trường hợp này anh đang mệt á là anh mệt ảo không à, anh mệt ảo các bạn, được không? Đấy, nhưng mà nguyên cái này nó là một khối của bạn này, nó là một khối, nhưng mà sau này bạn nào á, bạn nào mà bạn tính cái khung của bạn đi qua vắt đấy à, tức khung mà đi qua vắt thì thông thường á mình phải làm gì, riêng cái tầng cuối cùng này, được không? Riêng tầng cuối cùng này mình nên làm gì, mình nên chia nhỏ ra, chia thật ra, hiểu được chia thật không? Ngay lúc này cái vắt mình không là một cái vắt có chiều dài 3m4 nữa, mà mình sẽ chia nhỏ, chia thật ra thành từng miếng nhỏ, được không? Từng miếng nhỏ. Bạn còn nhớ chia thật không? Giống như trước đây mình chia thật cái bản nắp của bể nước máy đó, mình chia thành từng miếng nhỏ xong mình xóa cái lỗ thâm đi đó. Được không? Người ta gọi là chia thật. Ở đây mình chưa học tới phần móng thì cái đó mình sẽ tính sau. Được. Giữa mệt ảo và mệt thật á, kết quả của nó giống nhau thôi. Nhưng mà riêng á với thằng vắt móng và vắt nha, móng vắt mình nên mệt thật á, thì khi mà mình lấy cái nội lực mình đi thiết kế thì nó sẽ chuẩn hơn. Được. Nó sẽ chuẩn hơn. Đấy. Rồi bây giờ mình chạy này nội lực giùm mình các bạn. Đấy. Rồi bây giờ bạn chạy nội lực giùm mình đi. Đấy. Sau khi mệt xong bạn chạy nội lực giùm mình. Mình muốn biết công trình của mình á nó có bị xoắn hay không thì các bạn vào đây nè. Các bạn display này, display, các bạn chọn điều mà đó là show table nha, display show table. Rồi tiếp các bạn bấm vào dấu tích của ở một structure output này nha. Bấm vào dấu cộng á, lộn, dấu cộng của structure output, bạn bấm vào dấu cộng của model information này, model information, và bạn bấm vào, tích vô cái ô mà model participating mass ratio á, được chưa, đó không? Cái ô hàng số 2 của bạn á, được chưa? Đấy, xong chưa các bạn? Rồi để chỗ này nè, bạn bấm OK giùm anh, bấm OK. Cái trường hợp tải bạn khỏi chọn cũng được, khỏi chọn cũng được. Thì đây bạn lưu tâm nhân chỗ này nè, đấy. Bây giờ nhìn quan sát chỗ này chút xíu nè. Rồi, bây giờ quan sát giùm anh chỗ này. Bây giờ để anh xuất cái này sang Excel để mình nhìn nó rõ hơn nha. Các bạn khỏi xuất cũng được, để mình xuất thôi được rồi. Để anh xuất qua Excel. Rồi, thấy chỗ này nè. Bây giờ lưu tâm giùm anh chỗ này. Bạn thấy ở đây á, đầu tiên nè, nhìn cho anh ba thằng thôi, đó là UX nè, UI nè và RZ, được không? Bạn thấy ở đây á, trong ba thằng này UX, UI, RZ nè, à để ở cái model số 1 nha, model số 1. Đấy, model số 1 của mình á, UX, UI, RZ, thằng nào bự nhất quá? UI bự nhất đúng không? UI nó khoảng là 0.64. Nghĩa là lưu ý ở model thứ nhất
thì 64% cái khối lượng là nó dao động theo phương Y, được không? 0% khối lượng dao động theo phương X, và khoảng chừng là 0.14% khối lượng dao động theo phương gì đây? Phương là phương xoắn, được không? Đấy. Vậy ở đây ấy, nếu để ý này, nếu mà cái mốt 1 bạn này, mốt 1 nha bạn, rơi vào cái trường hợp á, không rơi vào UX, không rơi vào UI, mà rơi vào RZ, nghĩa là công trình bạn khả năng chống xoắn nó như thế nào? Yếu. Hiểu ra đó không? Nếu mà mốt 1 bạn nha, rơi không rơi vào UX, không rơi vào UI, mà rơi vào RZ á, thì nghĩa là khả năng chống xoắn của công trình bạn yếu. Thì lúc đó bạn phải làm gì? Một là bạn đi tăng thêm vắt nha, tăng thêm vắt ở bốn góc nhà như vậy nè. Hiểu lần này không? Tăng thêm vắt ở bốn góc nhà. Hiểu chỗ này chưa? Hai là bạn làm gì? Hai là các bạn phải thêm gì đây? Thêm lõi cứng bớt. Một đó là gì? Một là thêm lõi cứng nha. Được không? Hai là mình bớt, nghĩa là mình phải chạy nhiều trường hợp. Chạy nhiều trường hợp nha. Có nhiều trường hợp á mà bạn thêm cái vắt ở góc này nè. Thêm hoài nó vẫn không thỏa. Được không? Nhưng mà bạn chỉ cần vào cho bạn giảm tiết diện của gì? Giảm tiết diện của cái lõi cứng đi thì nó sẽ thỏa. Được không? Nghĩa là nó nhiều cách các bạn, nhiều cách nha. Đấy. Và kể cả như đây này. Ngoài cách tăng vắt góc, giảm lõi cứng ở giữa, các bạn có một cách nữa là bạn tăng cột thì cũng được. Cột này. Tăng cột thì cũng được. Được không? Đấy, tăng cột này cũng là một cách nha. Nhưng mà thường thường á, nếu bạn tăng cột lớn quá thì khi bạn tính hép cột ra thì sẽ ra hép là hép cấu tạo. Nhớ nha, được không? Đấy. Khi nào mình không tăng vắt góc được vì lý do kiến trúc á thì mình nên suy nghĩ đến khả năng tăng cột. Lưu ý. Rồi, tiếp bài của mình này, để tiếp bài của mình. Bây giờ bạn thấy chỗ này này, bài của anh là thằng mất một là U mấy rồi? UI là ok đúng không? UI là ok. Trong bài này UI là ok nhất, tại sao nó UI là ok nhất? Bạn nhìn mặt bằng của anh này, có phải phương Y này? Phương Y nó ngắn hơn phương X không? Được không? Phương Y của anh nó ngắn hơn phương X. Vậy nghĩa là phương Y của anh á, đó là đang là phương yếu hay là phương cứng? Đó là phương yếu hơn đúng không? Được không? Mình nghĩ trên mặt bằng phương Y nó sẽ yếu hơn phương X. Nên á, cái mốt 1 nó phải rơi vào phương gì? Phải rơi vào phương Y thì nó mới hợp lý. Hiểu không? Đấy. Thì nhiều bạn nó giải như vậy nè. Nhiều bạn nó giải này nó cũng không được hợp lý lắm. Ví dụ bạn giải như thế này nè. Trong mặt bằng này phương Y là phương yếu. Được không? Phương Y là phương yếu. Các bạn bố trí vắt kiểu gì á, một hồi là sao? Một hồi phương Y nó cứng hơn phương X luôn. Hiểu hiểu chỗ này không? Đấy, ví dụ như bây giờ mình đang rơi vào trường hợp này. Chỗ này có một số bạn bị dính chỗ này rồi. Anh ví dụ đây nè. 1, 2, 3. Ở nghĩa là ở đây các bạn nhìn giùm anh này. Là phương Y của anh á, anh chỉ có 2 lưới thôi. Nhưng mà phương X của anh có tổng, phương Y của anh có 2 nhịp thôi. Nhưng mà phương X của anh có tổng là 3 nhịp đi, được không? 3 nhịp. Thì rõ ràng mình nhìn là mặt bằng này này là phương Y của mình là yếu hơn, được không? Yếu hơn sao phương X. Hiểu là này không? Nhưng mà mấy ông bố trí vắt kiểu gì á, nó thêm vắt nhiều quá, thêm lõi nhiều quá, được không? Vậy đến một hồi phương Y thành gì? Thành phương cứng luôn. Là phương X thành phương gì? Được rồi đó không? Lúc đó bài của bạn là cái bài là không được học gì. Mặc dù á, lúc này á, công trình của bạn á, nó không phải là khả năng kháng xoắn yếu, mà kết cấu lúc đó người ta gọi là chưa hợp lý. Nhớ nha. Đấy. Về kết cấu mình tính ra có thể nó vẫn thỏa đó, nhưng mà nó chưa đạt độ hợp lý nha. Đạt độ hợp lý. Rất nhiều bạn gặp trường hợp đó, nhất là trong trường hợp á mà cái lõi của bạn nó khá là nhỏ. Cái lõi bạn khá là nhỏ mà trường hợp á cái nhịp của bạn lại rất là lớn. Có nhiều bạn á cái lõi viết rất là nhỏ, nó có khoảng 3-4 mét thôi. Nhưng mà cái nhịp của bạn mấy bạn á, ví dụ 5 nhịp đi, 5-6 nhịp đi. Được. Mà nhịp nào trung bình á cũng là chừng khoảng 10 mét. Được không? 10 mét thì cỡ nào nhà bạn cũng rơi vào trường hợp là có xoắn. Lưới nha, đấy cẩn thận. Đó, mình tăng giảm một hồi thời gian coi chừng là mình làm sai cái bài của mình luôn. Vậy rõ ràng công trình của mình khả năng kháng xoắn nó ok đúng không? Đấy. Vậy ví dụ trong trường hợp này mình không cần thêm gì? Không cần thêm vắt vào, được không? Không thêm vắt vào. Đấy nha. Rồi. Hiểu đoạn này chưa? Nó có hai cái chữ này nè. Có hai chữ. Bạn hay hiểu nhầm á, làm đấy nó là mod và mod shape. Mod shape mod á người ta gọi là cái thành phần dao động,
thành phần dao động. Còn máu xế là người máu xế người ta gọi là dạng dao động. Có học cái dạng dao động chưa? Dạng động thứ nhất, dạng động thứ hai, dạng động thứ ba. Đây này, cái này mình nói lại xíu cái này này. Đây ví dụ, đây anh ví dụ xíu chỗ này nè. Đây cái đây là cái công trình, nó giống giống dạng dạng cái công trình đồ án của bạn nè. Rồi đây là một cái mô hình là một thanh công son, được không? Mỗi tầng có một khối lượng tập trung, được không? Khối lượng tập trung đấy. Thì cái này thì bạn học rồi, anh không nhắc lại làm gì mất thời gian của mình nha. Đấy thì từ cái mô hình thanh công son này và thiết lập được một cái phương trình người ta gọi là phương trình dao động tự do, được không? Đó là m này. M là margin khối lượng nhân cho gia tốc. M như gia tốc chính là lực gì bạn? Như là lực gì? Lực quán tính, đúng không? Đấy. Cộng cho k, margin k, margin k người gọi là margin độ cứng, nhân cho y, y là vector chuyển vị. Độ cứng nhân cho chuyển vị thì chính là lực đàn hồi của mình, đúng không? Đấy bằng không đấy. Tại phương trình này người ta là phương trình dao động gì? Dao động tự do, nhớ nha, phương trình người ta gọi là phương trình dao động tự do. Vì thế cái vế bên phải của mình nó luôn luôn bằng mấy? Luôn luôn bằng không, nhớ điều này nha, luôn bằng không. Để giải ra chu kỳ và tần số dao động từ dao động mình á thì mình phải giải phương trình là phương trình dao động tự do, được chưa? Đi. Rồi bây giờ cái chỗ này nè, cái ma trận m của mình á thì có dạng là một cái ma trận đường chéo này, được không? Cái m sẽ cái khối lượng của từng tầng sẽ xếp đường chéo này, được không? Ma trận k cũng vậy, nó khác khác tí xíu. Ma trận k gồm k11, k12 rồi tiếp theo, được không? Quý vị bây giờ mình có ba khối lượng gì? K11, K12, K13 rồi K21, K22, K23, được không? K31, K32, K33 dạng dạng như thế, được không? Lúc người ta gọi là ma trận này gọi là ma trận gì? Ma trận độ cứng, được không? Ma trận độ cứng. Ma trận độ cứng thì tính ra dựa trên các độ cứng của từng tầng thôi, đúng không? Từng tầng. Y nha, y là vector chuyển vị, còn y 2 chấm là vector gia tốc, được không? Thì đây bạn lưu ý này, ở đây mình người ta giả sử gì? Người ta giả sử cái chuyển vị của mình nha. Đấy. Có dạng là y bằng a nhân sin omega t. Đấy nha, y bằng a nhân sin omega t. Chứ nó a là gì? A là biên độ dao động. Nhìn cái này quen quen không? Giống như mình học vật lý, đúng không? Y chang học vật lý đó. Đấy. Rồi tiếp nè. Bây giờ mình lấy cái y nè. Nha. Được không? Mình đào hàm, sau đó mình làm gì? Mình ráp vào cái phương trình này, được không? Hiểu cái này không? Mình lấy y, bây giờ mình giả sử cái ma trận y nè, được không? Mình đào hàm, sau đó bạn ráp vô cái chỗ này, ráp vô cái ma trận này, được không? Đấy. Mục đích mình đi tìm gì? Mình đi tìm y, đúng không? Thì mình phải giả sử cái nghiệm của y, sau đó mình ráp ngược vào, rồi sau đó mình làm gì? Để cái này, với ma trận của mình còn gì đây? K trừ omega bình m nhân a bằng không? Hiểu đoạn này không? Hiểu đoạn này không? Có phải bây giờ anh hỏi là bạn này, y á là a sin omega t, còn nếu mà y đạo hàm hai lần đấy phải là gì? Sin đạo hàm bằng cos, cos đạo hàm bằng âm sin, đúng không? Và y đạo hàm hai lần của mình phải là gì? Trừ omega bình nhân a nhân sin omega t cộng phi. Hiểu đó không? Đấy. Hiểu chỗ nào không? Có nghĩa là cái y và y hai chấm của mình đó, nó đều có chung cái đẳng thức là gì? Sin omega t cộng phi, đúng không? Mình ráp đây mình làm gì? Mình chỉ tiêu đi, đấy. Đó. Còn lại chỉ còn lại là gì đây? K trừ omega bình m nhân a bằng mấy đây? Nhân a bằng không. Mà a là biên độ dao động thì chắc chắn a nó phải như thế nào? A nó phải khác không rồi, được không? Với phương trình của mình chỉ còn lại là gì? Là k đấy à? Đó là ba trận này. K trừ omega bình phương m bằng vector gì đây? Bằng vector không, được không? Thì giải chỗ đó mình sẽ tìm được đó là định thức này. Đấy. Để cái điều kiện là ma trận k trừ omega bình nhân ma trận m bằng vector bằng ma trận không á, thì định thức nhỉ, định thức của ma trận k trừ omega bình phương m phải bằng mấy đây? Phải bằng không, được không? Mà ma trận k thì mình có chưa? Mình có rồi, đúng không? Đấy, ma trận m mình có chưa? Có rồi. Mình ráp vô đây, mình giải phương trình gì đây? Mình giải phương trình định thức bằng không nè, thì mình tìm được gì đây? Thì được omega,
Rồi, omega người ta gọi là tần số gì? Tần số gốc đúng không? Tần số gốc, được không? Từ omega mình có thể mình tìm được gì? Chu kỳ. Từ chu kỳ mình tìm được tần số. Vậy bạn thấy ở đây cái bài của anh á, chỗ này nè. Nếu mà bài của anh có n tầng nha, thì ma trận của anh sẽ là ma trận n nha n. Ví dụ bài có 3 tầng thì ma trận sẽ là ma trận 3 nhân cho 3 nhân 3. Mình đây là 3 cái omega. Hiểu rõ này không? Còn nếu mà bài của anh á có 17 tầng thì ma trận sẽ là ma trận gì? 17 x 17. Anh là bao nhiêu cái omega? 17 cái omega. Được. Vậy thì tương ứng với một cái omega, người ta tìm được một cái gì? Người ta tìm được một cái dạng lượng. Yeah. Tương ứng với một cái omega người ta tìm một dạng lượng. Đấy. Đây là cái ví dụ đây nè. Đây. Thì anh cho để xác định gì đây? Xác định tất cả những cái tần số dao động nha. Được không? Đấy. Và cái dạng lượng cho một công trình 3 tầng này. Công trình này có khối lượng sẵn anh cho sẵn rồi. Được không? Rồi, công trình này cũng cho sẵn là gì đấy? Độ cứng, được không? Khối lượng độ cứng cho sẵn. Đấy. Vậy từ đây á các bạn có thể xác định được cái ma trận khối lượng và ma trận độ cứng không? Xác định được không? Anh vừa nói là ma trận khối lượng chỉ là một ma trận gì đây? Ma trận đường chéo như thế này thôi đúng không? Đấy. Ma trận độ cứng xác định được không? Mày học chưa? Học rồi đúng không? Đây là không nhớ thì nhắc lại ngay trên này nè. Đây nè. Ma trận độ cứng nè. Thì thằng đầu tiên là K1 cộng K2. Được không? Thằng thứ hai là gì? K2 cộng K3. Được không? Thứ ba là K3 cộng K4 cộng tiếp xuống. Hiểu lần này không? Ví dụ bây giờ bài của anh có 3 tầng đi. Bài của anh có 3 tầng á thì ma trận độ cứng K sẽ bằng như vậy này. K này sẽ bằng gì? Đầu tiên này là K1 cộng cho K2 đúng không? Rồi gì? K2 cộng cho K3. Dưới này chỉ còn là K mấy? K3 thôi. Hiểu lần này không? Rồi, tiếp này là trừ K mấy đây? Trừ K2 thằng này 0 nè. Thì đối xứng như này là trừ K mấy? Trừ K2 trừ K3 đúng không? Không trừ K3 thì cách thiết lập ma trận độ cứng chỗ này không? Này học rồi, học bên đâu học tích tố rồi nha. Đấy. Cái này thì vì phần mềm nó tự động nó xác định cho các bạn được không? Đấy. Đấy. Rồi tiếp bài của mình nha. Đấy. Rồi mình ráp vô được không? Mình tìm để đây ma trận K trừ omega bình phương M này, đâu. Như nói là ma trận này phải bằng ma trận 0, vector 0. Thì đây á, thay vì chỗ này là thay vì người ta giải theo cái hàm omega á thì nó rối, được không? Thì người ta thay, người ta lấy lambda này. Lambda bằng omega bình phương chia 600. Cái 600 là tùy bài nha. Tùy bài, không phải bài nào cũng chia 600, được không? Rồi. Vậy thì ở đây nè, ví dụ anh hiểu đơn giản nè. Nếu mà ở đây anh để omega á thì anh nhân vô á thì nó phải ra là bậc 6. Đúng không em? Hiểu được đó không? Thì thay vì vậy á, anh đặt lambda bằng omega bình phương thì nó chỉ còn lại bậc mấy thôi? Bậc 3 thôi, nó dễ giải hơn không? Được không? Bậc 6 sao giải nó giải thì dù nó khó hơn rồi. Thì mình tìm á định thức của k trừ omega bình phương m bằng 0 này. Cái ký hiệu này nó hơi khác ký hiệu của cái sách ban cái tài liệu ban nãy. Tại vì cái ký hiệu này anh copy trong cái tài liệu nước ngoài ra. Được. Thì từ đây bạn sẽ giải được 3 cái lambda. Tương đương 3 cái lambda thì bạn tìm được gì đây? 3 cái omega. 3 cái omega bạn tìm được 3 cái chu kỳ. Vậy thôi. Được không? Đấy. Vì từ này, từ từng cái chỗ này vậy. Từng cái lambda một nha, người ta sẽ tìm được gì đây? Tìm được một cái người ta gọi là mod shape. Được không? Mod shape bằng cách nào? Mod shape là người ta ráp vô cái ma trận đó là ma trận K trừ omega n bình phương nhân m nhân cho phi n bằng 0. Đấy, phi n bằng 0. Vậy đây này, K thì mình có rồi đúng không? Được không? Omega mình có chưa? Có rồi đúng không? Có rồi luôn đấy. Ví dụ ở đây á, bây giờ ở đây này, đầu tiên này. Thằng đầu tiên bây giờ anh hỏi bạn này. Cái ma trận K trừ omega bình phương M, cái thằng này mình có hết rồi đúng không? Đấy, mình có lambda thì mình quay ngược lại mình tìm được omega mình ráp vô đây. Được chưa? Ráp vô đây. Đấy. Vấn đề cái ma trận phi bên này nè. Đấy nè. Cái phi bên này chính là cái dạng của bạn đó. Nhớ nha. Cái phi bên này chính là cái dạng dao động của bạn. Đấy. Vậy thì ở đây nè, lưu ý. Ở đây mình sẽ có 3 cái phi. Đó là phi 1,1, phi 2,1 và phi 3. Phi 3,1 đấy. Phi 1,1 là gì? Là chuyển vị của tầng số 1 tương ứng với dạng động thứ nhất. Phi 2,1 là gì? Chuyển vị của tầng thứ 2 tương ứng với dạng động thứ nhất. Phi 3,1 là gì?
chuyển vị của tầng thứ ba tương ứng với dạng động thứ nhất. Được chưa? Đấy. Thì khi mình tìm được chuyển vị thì mình mới vẽ được cái biểu đồ. Được không? Biểu đồ đó mình gọi là dạng động đó. Đấy. Và thì ở đây nè, rơi vào trường hợp này, bây giờ mình thấy chỗ này nè, ba cái vector này nó đều bằng gì các em? Đều là bằng không đúng không? Bằng không. Và nếu mà chỗ là kem giải này, kem giải như vậy nè, cái ma trận này sẽ là một cái ma trận mà nó có vô số nghiệm, đúng không? Ma trận này một cái ma trận vô số nghiệm, tại vì cái vế này luôn luôn bằng mấy? Bằng không mà, hiểu được này không? Đấy, các em bấm ma trận á, mà các em bấm á, nó thường nó báo lỗi error này nọ đó, được không? Thì có thể như vậy, một là ma trận các em vô nghiệm, hai ma trận các em gì? Vô số nghiệm. Thì trường hợp này là trường hợp gì? Là vô số nghiệm, được không? Vô số nghiệm. Đấy. Ở đây dạy vừa vô số nghiệm người ta làm gì? Người ta làm như sau. Người ta đặt cái tầng để này. Đặt cái tầng cái tầng trên cùng nhá. Được không? Trên cùng mình người ta xét nó bằng mấy đây? Người ta xét nó bằng 1. Thì là nào? Người ta xét bằng 1. Sau đó người ta làm gì? Người ta này, người ta lấy cái hàng này, hàng thứ hai nhá. Hàng thứ hai này. Nhân ra nguyên cái cột này bằng 1. Thứ hai này. Thì là nào không? Thì là nghĩa là chỗ này trừ 1 nè. Nhân ra mấy đây? Nhân 1 nè. Cộng cho gì đây? 3 trừ 1,5 lambda nhân là phi 21. Rồi trừ cho 2 nhân là phi 31 bằng mấy? Bằng 0, được không? Rồi 0 nè, nhân cho 1 thì bằng 0 rồi đúng không? Trừ 2 nè, nhân là phi 21 cộng cho 5 trừ 2 lambda nhân phi 31 bằng mấy? Bằng 0. Bây giờ cái này còn mấy ảnh? 2 ảnh, giải được không? Giải được. Vậy thì lúc này á, mình sẽ giải được 3 cái đó là phi. Đấy. Đây nè, 2 cái đó là phi 21 và phi 31. Kết hợp cái phi 11 mình bằng đáp bằng mấy rồi? 1 đúng không? Thì mình sẽ định được cái phi gạch ngang 1 này. Thì cái này gọi là gì? Người ta gọi là dạng dao động riêng thứ nhất. Nhớ chưa? Dạng dao động riêng thứ nhất. Mà dạng dao động riêng thứ nhất á, hay gọi là mod thứ nhất á, thì người ta còn gọi là cái mod cơ bản. Dạng dao động riêng cơ bản. Đấy. Yeah. Thì đây bạn cứ nhớ dùm anh nè. Các bạn có N tầng. Nhớ. Bạn có N tầng thì bạn sẽ có là N dạng dao động. Được không? Bài này anh giải ví dụ, anh có mấy tầng đây? Anh có 3 tầng đúng không? Anh có 3 tầng thì anh có tổng cộng là 3 dạng dao động. Được không? 3 dạng dao động. Đấy. Nha. Yeah. Rồi, tiếp. Đấy. Sau này tốt rồi. Chê quá vậy thôi. Đấy. Đây mình có 3 dạng dao động này, được không? Dạng dao động nhất, dạng dao động thứ hai và dạng dao động thứ ba, được không? Cứ nhớ nè, bài mình có N tầng thì mình có N dạng dao. N dạng dao động, được không? Đấy. Thì thường thường á, thường thường khi các bạn tính toán tại gió á, thì bạn chỉ tính toán với là một dạng dao động đầu tiên thôi, hiểu là nào? Một dạng dao động đầu tiên thôi là ok, được chưa? Nhưng mà sau này á, bạn học tới bữa mình học động đất á, được không? Thì mình sẽ tính toán với nhiều dạng, được không? Thì phần động đất, phần bể nước ngầm thì anh sẽ dạy sau nha, được không? Anh sẽ dạy cuối cùng, được không? Đấy. Tại vì thường thường á, cứ hỏi nó cái phần động đất á. Hiểu được hiểu sơ bộ về cách thiết lập cái dạng dao động của mình không? Lưu ý khi mà bạn làm gió động á thì nó hay có câu hỏi như vậy nè. Đấy. Là các bạn hãy để nè, hãy vẽ ba dạng dao động cơ bản đầu tiên. Đấy nhỉ? Các bạn hãy vẽ ba dạng cơ bản đầu tiên. Còn nếu mà ai hỏi khó hơn là gì? Là em hãy làm gì? Em hãy trình bày cách thiết lập mô hình tính toán động lực học công trình. Được không? Đấy. Và vẽ dạng ba dạng dao động cơ bản đầu tiên. Được không? Đấy. Cái này phải hiểu mới vẽ được, với ông nội không phải nhìn vô đếm vẽ được đâu. Được không? Bạn nhớ cái tỷ lệ của nó, bạn nhớ cái tỷ lệ của nó là bạn vẽ được. Hiểu lần này không? Mà cái này hình này bạn có thể bạn xuất ra trong ETAP có nha. Hình này xuất ra trong ETAP có, bạn nhớ tỷ lệ nó là bạn vẽ đúng thôi, được chưa? Đấy nha. Rồi, tiếp bài của mình nè. Nãy giờ anh giải thích cho cái chữ là mod và mod shape đó, được không? Mod shape người ta gọi là gì? Dạng dao động. Được không? Đấy. Ví dụ như trong chỗ này nè. Trong chỗ này á, khi mà mình giải ra một dạng dao động, nếu mà mình giải 3D nha, mình giải 3D thì một dạng dao động của mình có thể mình có nhiều thành phần dao động. Nhớ nha, một dạng dao động mình có thể có nhiều thành phần dao động. Được chưa? Đấy. Vì thế thôi là cái chữ thêm cái chữ gì đây? Cái chữ mod. Hiểu đoạn này không? Được chưa? Bạn đã thấy lúc mà bạn ăn xuất ra cái bảng á, đây là ăn xuất ra cái bảng cho bạn coi này này này. Bạn thấy à, đầu tiên á, model mod 1 này là u gì lớn nhất đây? U lớn nhất đúng không? Rồi. Các em nhìn này, mod 2 lại là hàng nào lớn nhất? Hàng gì đây? Hàng
Rồi Z bự nhất đúng không? Rồi mod 3. Thằng gì? UX bự nhất đúng không? Rồi mod 4 lại về thằng nào đấy các em? Rồi Z. Mod 5 là UI. Mod 6 là gì? UX đúng không? Đấy, vậy đây nè, đấy nè. Ba cái mod đầu tiên nè. Mod 1, mod 2, mod 3. Người ta gọi là gì? Đó là dạng dao động riêng thứ nhất. Ví dụ mod 1 người ta gọi là dạng dao động riêng thứ nhất theo phương Y. Mod 2 người ta gọi là dạng dao động riêng thứ nhất theo phương là phương Z. Mod 3 người ta gọi là dạng dao động riêng thứ nhất theo phương Y. Hiểu được không? Phân biệt được dạng động và thành phần dao động chưa? Nghĩa là một dạng á thì bạn có thể có như thế nào? Có nhiều thành phần. Được không? Như là nó tùy vào cách giải của bạn thôi. Được không? Đấy. Hiểu đoạn này không? Nhớ ở đây mình thường thường á thì mình cũng không có xét cái RXRY nha, chỉ xét là UXUY thôi. Rồi, tiếp bài mình nha. Đấy. Đó là mình mới đi kiểm tra xoắn công trình thôi, đó mới bước đầu tiên đó các bạn. Đừng chưa có gì hết. Được chưa? Bây giờ mới đi bắt đầu đi tính toán nè, bây giờ mở khóa ra nè, bây giờ bước này bạn phải làm nè. Rồi. Bây giờ mình phải đi xác định được gì đây? Xác định được cái tần số gì đây? Tần số dao động riêng của công trình nha, tần số dao động riêng của công trình. Đấy. Bây giờ các bạn mở khóa ra, bạn mở khóa này. Bây giờ anh sẽ chỉ bạn làm cho bạn trường hợp là gió ít trước nha. Gió trước. Thì thực tế gió ít rồi, gió y bạn về nhà bạn làm tương tự thì nó cũng giống nhau thôi. Được không? Giống nhau thôi, gió ít trước đi. Xong chưa các bạn? Đấy. Rồi, bây giờ là để nè. Bây giờ bạn vào đây, các bạn vào align giùm anh. Align giùm anh. Xong chưa? Rồi, các bạn chọn giùm anh là set active degree of freedom này, set active degree of freedom. Xong chưa? Đấy. Thì nhớ giùm anh chỗ này nè. Đấy. Nhớ giùm anh là ở đây á, nếu bạn tính gió ít thì bạn chạy mặt phẳng gì? XZ. Tính gió y mà chạy mặt phẳng gì? YZ. Được không? Đấy nha. Rồi. Không có trường hợp chạy cái Z rotation nhá. Đừng có hỏi, không có trường hợp này. Nha, chọn là XZ. Xong chưa? Đấy. Trên thì XZ nó chỉ có là UX nè. UZ và gì đây? Rồi đúng không? Thực tế là mình đâu có xét cái gió theo phương thẳng đứng này, gió mình chỉ xét phương gì? Phương nằm ngang thôi đúng không? Rồi, làm ngang thôi. Mình chủ yếu là liên quan đến UX và RI thôi, đúng không? Đấy. Rồi, ok. Ê, các bạn chạy lại bài này cho anh cái. Anh ở elevation, anh mở khung B này. Rồi chạy lại bài toán này cho anh cái. Nếu mà bạn thấy chạy lâu, bây giờ á, đấy, bây giờ chỉ bạn là xuất ra ba cái bảng nha, ba bảng. Bây giờ trước khi xuất ra thì bây giờ anh chỉ bạn đi coi. Coi cái dạng dao động nha. Coi dạng dao động trong ETAP coi như thế nào đã. Rồi. Các bạn vào đây nè. Các bạn vào display nè. Bạn muốn coi dạng dao động trong ETAP nha. Có display nè. Các bạn chọn giùm anh là show default shape nha. Display show default shape. Thấy chưa đó không? Phím là phím là phím F6 đó. Rồi. Còn đây thấy chữ mod không? Thấy là này không? Chữ mod. Lúc ở đây á, anh đang chạy mặt phẳng là phẳng XZ. Thì các em phải mở cái khung nào á. Cái khung nào có mặt phẳng XZ các em mới coi được. Hiểu không? Nghĩa là các em mở khung B hay là khung C, khung D gì đó. Khung nào có mặt phẳng XZ các em mới coi được. Chứ em mở khung 1, 2, 4 các em không coi được đâu. Rồi mod nè. Rồi. Mặc định nó đang để mod số mấy đây? Mod số 1 đúng không? Apply nè. Thì bạn nhìn chỗ này nè. Bạn nhìn cái hình này nè. Nó giống cái hình mà ban nãy trong cái hình này của anh không? Cái dạng nó giống nhau không? Chẳng qua là một thằng qua phải, một thằng qua gì thôi. Thằng qua phải, thằng qua trái thôi đúng không? Đấy à. Thực tế phải trái thì nó cũng giống nhau đó bạn. Dao động mà. Có thể lắc qua phải, có thể lắc qua gì? Lắc qua trái là chuyện bình thường. Đúng không? Ví dụ bây giờ anh bấm Start Animation đúng không? Bạn đừng bấm vào này để anh thấy, bạn thấy không? Lắc như thế nào? Thích lắc thì lắc qua phải, lắc qua trái bình thường. Hiểu chỗ này chưa? Đấy à. Rồi, mod 2 nè. Đây. Nó có một cái bụng ở đây đúng không em? Được. Mà các em thấy chỗ này nè, cái chỗ ở trên này, cái chỗ mà vị trí mà cái chuyển vị mình nó bằng không á, nó lại nằm ở gần gần phần đầu hay gần phần dưới? Nằm ở gần phần gì đây? Gần phần trên này đúng không các em? Thường thường á, cái này nó nằm khoảng á là 1/3 chiều cao nhà các em. Hiểu đoạn này không? Ví dụ chiều cao nhà các em là HT thì cái đoạn từ trên này nè, tức là đoạn không này, nó chừng khoảng 1/3, 1/4 chiều cao nhà các em. Hiểu chỗ đó chưa? Để khi sau này các em vẽ cái dạng lao động các em phải căn cái tỷ lệ các em vẽ cho nó chuẩn. Chứ bây giờ mà các em vẽ như vậy này, các em vẽ vòng ở đây này, xong vẽ vòng tới đây, cái mấy bằng không thì nó sao?
Hiểu hiểu chỗ đó chưa? Đấy nha. Đây là start animation cho bạn coi này. Đây là dạng động, người ta gọi là dạng động thứ mấy? Dạng động thứ hai, được không? Dạng thứ hai. Đấy. Rồi, mod 3 này. Đó. Bây giờ bạn thấy chỗ này nó có mấy cái bụng các bạn? Hai bụng đúng không? Hai bụng. Và các bạn thấy cái bụng thứ hai, cái bụng này này. Cái điểm bằng không ở trên á thì dễ rồi đúng không? Nó nằm gần gần phần đầu. Nhưng mà điểm này nè, bạn nhìn này. Nó nằm ở đâu các em? Cái điểm bằng không thứ hai nằm ở đâu? Gần gần ở giữa nhà mình đúng không? Đúng không? Nhìn này, gần gần ở giữa nhà của mình nè. Tầng 8 nè, phải sắp xỉ giữa nhà của mình không? Được. Hiểu ra này không? Đấy. Để khi bạn vẽ dạng lần thứ ba ấy, thì nhớ điểm bằng không thứ hai nằm ở sắp xỉ giữa giữa nhà của mình, được không? Đấy. Hiểu này không ạ? À? Đây chính là các dạng giao dạng động, được. Vậy bây giờ khi mình tính toán thành phần động tại gió, các bạn lại xuất những bảng nào thì bạn vào đây. Bạn vào display. Display. Được không? Chọn như mana đó là show table. Show table. Xong giờ, show table. Ok này giờ. Rồi. Bây giờ bạn phải xuất cho anh ba bảng như sau. À, ba bảng sau. Đấy này. Ghi chú ba bảng này vô. Bảng thứ nhất, các bạn bấm vào dấu cộng của structure output nha, structure output. Bạn bấm vào dấu cộng của model information và bạn bấm vào dấu cộng của nó là model participating part radio, bảng nhất là model. Model. Anh ghi tắt chỗ này nha các em. Part radio. Các bạn này là các em lấy cái gì? Các bạn này các em lấy được cái chu kỳ tần số và chu kỳ và tần số. Thế rồi. Chu kỳ tần số. Nếu sau này các em tính tổng tắt thì các bạn sẽ thêm lấy thêm cái gì? Cái phần trăm khối lượng nữa. Phần trăm khối lượng. Rồi, cái bảng thứ hai, các em vào đây. Các em vào chỗ mà other output item. Các em thấy cái bảng center mass and rigidity không? Center of mass. Đó, center of mass. Cái bảng này là bảng gì? Các em lấy là cái khối lượng dao động các em. Khối lượng M. Khối lượng M. Và nhớ bữa trước mình có học bài center of mass là một lần rồi đúng không? Các em lấy ra cái gì? Nhớ không? Nhớ không? Center of mass bữa trước em lấy ra cái gì? Là vị trí tâm hình học, tâm khối. Tâm khối lượng đó. Mình nhớ là đó không? Bay ấy là học bữa này chắc chắn là quên luôn bữa trước. Rồi tiếp. Cái thứ ba, bảng thứ ba các bạn cần nhớ ấy. Các bạn vào đây, bạn cho anh bảng joy, bạn bấm vào dấu cộng của joy output kem. Joy output. Kem bấm vào dấu cộng của displacement và kem bấm vào dấu cộng của diagram center of mass displacement. Thứ ba, diagram center of mass. Cái bảng này các em lấy cái gì? Cái bảng này các em lấy cái dạng dao động kìa. Dạng dao động. Chính là cái mấy cái phi mà bạn nãy anh cho bạn coi á, phi 11, phi 21, phi 31 đó. Chẳng có làm dao động không? Nhưng mà không làm thì cứ làm bài. Biên nó là 1.6. Đúng không? Đây là 1.4. Ừ, tức là cái cạnh biên này này. Cái này nó là 1.6. Đúng không? Ừ, trong cái đồng 1.4. Rồi, tiếp bài mình nha. Ok chưa các bạn? Rồi, tiếp nha, tiếp. Để ý nè. Ở đây á, ở mục Select Load Button nè. Được không? Bạn bấm dùm là Clear All nha. Load Button bấm dùm là Clear All. Xong chưa? Rồi. Loss gain nè, các em xuất cho một trường hợp thôi, đó là trường hợp model các em. Thấy rõ không? Xuất cho một trường hợp thôi là trường hợp model. Xong chưa? Đấy. Ok nha. Ok. Rồi. Bây giờ các em xuất ba cái bảng này sang Excel giùm anh luôn. Được.
Bây giờ mình có tổng cộng 3 bảng đúng không? Đấy. Bây giờ anh chị bạn xuất ra nó xem một lần rồi đúng không? Bạn vào File Export Current Table, không bấm túi xem đúng không? Nhưng mà chú trước mình có một cái bảng đó các em. Mình có một cái bảng thôi. Bây giờ mình có tổng cộng mấy bảng? 3 cái bảng đúng không? Các em bấm vào đây này, các em bấm vào File. File. Các em chọn Export All Table. Export All Table. Và các em cũng bấm là gì đây? Bấm là túi Excel. Hiểu ra này không? File Export All Table túi Excel. Xong chưa? Export all là gì? Bây giờ các em xuất ra thì ba thằng này nè, nó đưa chung một cái gì các em? Nó đưa chung vô các em mà một cái bảng thôi. Thì các em làm các em xử lý dễ hơn không? Là này không? Được chưa? Leon đúng rồi. Hết. Chọn hết ra ra một đống hồi xóa được gì giờ. Xong chưa? Xong chưa? Rồi tiếp bài của mình nha. Được. Đấy. Rồi tiếp nè. Bây giờ bước tiếp theo á, sau khi xác định được cái chu kỳ rồi nha. Được, chu kỳ. Đấy. Việc đầu tiên bây giờ nè, đấy. Việc đầu tiên. Bây giờ các em mở dùm anh cái bảng mà các em mới xuất ra. Các bảng mà em mới xuất ra. Các em thấy cái bảng mà Model Participating Match Ratio không? Cái bảng này không? Các em bấm cái bảng này. Các em thấy bảng này nó chỉ có cái cột này cột gì đây các em? Cột là cột gì? Cột tần số thôi đúng không em? Cột tần số được chưa? Tần số dao động riêng. À, tần số dao động riêng. Đấy. Rồi, đấy. Bây giờ ở bên phải cột tần số này nè. Các em insert cho anh thêm một cột nữa. Hiểu hiểu cái này không? Nó lộn bên phải cột chu kỳ ấy nhầm, nó lộn. Bên phải chuột chu kỳ các em insert cho anh thêm một cột ra, anh ghi là cột tần số. Tần số. Đơn vị là hex ạ. Hex. Hay ghi 1 trên giây cũng được. Được không? Tần số. Bằng 1 chia cho chu kỳ nha, bằng 1 chia chu kỳ. Mình kéo cái hàm nó xuống. Được không? Kéo cái hàm nó xuống. Xong chưa? Bằng 1 chia cho chu kỳ. Được không ạ? À? Đấy. Rồi, tại sao đấy nè? Tại sao anh phải tìm ra tần số? Tại vì trong tiêu chuẩn Việt Nam nó quy định như sau. Khi tần số để nè, mình xét cái dạng 1 thôi nha các em, mình xét cái dạng 1 thôi. Có gió, kêu luôn, các em thì xét cái dạng thứ nhất thôi. Thì ký hiệu thường nhận nhất là kia F1. Nếu mà F1 của bạn á nhỏ hơn FL. FL nha. Thì mình phải tính toán cả hai thành phần đó là thành phần xung cộng thành phần lực gì đây? Cộng thành phần lực quán. Phân tính. Còn nếu mà F1 của bạn á lớn hơn FL. Được. Thì mình chỉ tính toán thành phần gì thôi. Chỉ cần tính toán thành phần xung thôi. Đấy. Đó là lý do tại sao lúc trước á anh dặn các bạn là nếu công trình của bạn ở địa hình C mà công trình của bạn á cao dưới 40m thì thường thường nó rơi vào trường hợp nằm ở dưới, đó là F1 như thế nào? F1 lớn FL. Được không? Bạn vẫn là tính toán thành phần động. Nhưng mà tính toán thành phần gì? Thành phần xung thôi. Xung thì nó dễ lắm. Được không? Cái lực quán tính thì nó mới khó rồi, xung thì nó cực kỳ dễ. Khi các em tính xung á, khi các em tính xung của vận tốc gió nha, các em không cần chạy ra chu kỳ cũng được. Hiểu ý của anh không? Tí nữa anh chạy ra phần đó các em sẽ hiểu. Được không? Tính xung các em không cần chạy cho chu kỳ, các em vẫn tính được. Được chưa? Đấy. Nhưng mà tính lực quán tính thì các em bắt buộc phải là có chu kỳ, có khối lượng các em mới tính được thành phần lực quán tính. Được chưa? Đấy. À các bạn có đọc qua tiền Việt hay là các bạn mở cho anh tiền 229-1999 ra. 229-1999 ra. À, 229-1999 ra.
FL kem chai trong bảng số 2 các em. FL kem chai trong bảng số 2. FL là giá trị giới hạn của tần số dao động riêng các em. Giá trị giới hạn tần số dao động riêng. Để chỗ này nè. Ở đây á, vùng áp lực gió để nè, kem là kem chai theo hai cái. Thứ nhất là vùng áp lực gió và thứ hai là cái hệ số delta. Được không? Vùng áp lực gió thì bước trước cái mình tra rồi đúng không? Vùng mình là vùng 2A. Được không? Nhưng mà cái delta các em thấy có hai trường hợp là một delta là 0.3, một delta là 0.15. Các em thấy không phải cái delta bằng 0.15 á thì cái hệ số FL rất là lớn đúng không? Rất là lớn. Thì các em cứ nhớ giùm anh này. Nếu mà nhà các em á, em nhớ đơn giản là nếu mà nhà các em nhà có hệ bao che. Nhà có hệ bao che nha. Được không? Thì các em cứ nhớ delta các em lấy cho là bằng 0.3. Còn cái trường hợp còn lại là gì? Khi mà các em thiết kế những cái kết cấu mà dạng tháp, dạng trụ á, được không? Giống như cột điện nè, được không? Ống khói, được không? Hay là tháp truyền hình thì các em lấy delta bằng 0.15. Những cái kết cấu mà không có bao che. Đi. Giống như ban nãy anh cho bạn coi hai cái ống khói á. Đầu giờ nhớ không? Hai ống khói đó là mình lấy delta bằng 0.15 mới đúng. Được không? Vậy thì trong bài của mình là đấy. Trong bài của anh á, vùng gió của anh là vùng bao nhiêu các bạn? Vùng 2 đúng không em? Vùng 2, 2A đó, 2A. Được. Kết cấu của nhà của anh chắc chắn là có bao che rồi, đúng không? Thì delta bằng 0.3, vậy FL bao nhiêu đấy? 1.3. Được không? 1.3. Vậy các em nhìn tần số của anh này, tần số dạng 1 của anh á là bao nhiêu đây? 0. bao nhiêu các em? 0.76, lớn hơn 1.3, nhỏ 1.3. Nhỏ hơn 1.3 đúng không? Vậy lúc này mình phải tính gì? Cả xung và cả lực quán. Đoạn này nhá. Được cả xung và cả lực quán tính. Còn nếu mà các em lớn hơn thì tính gì? Thành phần gì? Thành phần xung thôi. Được không? Hiểu chỗ này chưa? Đấy. Vậy bây giờ các em mở tiền 229-1999 ra dùm anh. Bây giờ mình muốn tính cả xung cả lực quán tính á, thì các em tính là như thế nào? Các em mở dùm anh công thức. Đây. Đây. Cái công thức 4.5 các em. 4.5. Mở 4.5 ra. Công thức 4.3 của 4.5 các em. Về cấp B. Về cấp B. Lưu ý các em đọc này. Giá trị đây. Giá trị gì? Giá trị tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn. Giá trị tiêu chuẩn thành vận động. Vì thế các em để ý này. Đầu tập trung vào này là các em. Các em để ý này. Cái giá trị là giá trị tiêu chuẩn. Mà các em thấy thành vận động liên quan đến gì ạ? Khối. Khối lượng. Mà khối lượng liên quan đến gì? Liên quan đến tính tải và hòa tải đúng không? Trong công thức này á, giá trị là giá trị tiêu chuẩn. Vì thế M các em phải M theo trường hợp tải gì? Tải tiêu chuẩn. Đó là lý do tại sao anh kể là tải gì? Tải tiêu chuẩn đó các bạn. Hiểu đoạn này không? Nhắc lại nha, cái công thức của tiêu chuẩn là giá trị là giá trị tiêu chuẩn, được không? Vì thế cái M này các em không phải M tiêu chuẩn, được không? Cả cái y là chuẩn bị cũng phải là chuẩn bị tiêu chuẩn. Vì thế khi mình gán tải vô á, gán tải là tại gì? Tải tiêu chuẩn nó chính xác, hiểu không? Bạn nào tính thành vận động là gió và bạn gán tải phải tính toán là có những mặt bị sai rồi. PFP ở đây có hai chữ là chữ G và chữ gì? G và Y đúng không? Đấy. Y là gì? Y chính là cái dạng giao động kem á. Y chính là dạng giao động. Y là dạng động. Ở đây mình đã tính với dạng mấy thôi nhỉ? Dạng mấy? Dạng 1 thôi đúng không? Dạng 1 được không? Rồi, còn G là gì? G là chạy từ 1 đến N các bạn, chính là số. Số tầng của bạn á. Được rồi nào? Chính là số tầng của bạn. Đấy. Từ thực tế là mình ghi G Y mà Y của mình nó bằng 1 thôi. Được không? 1 thôi. Thì bằng gì đây? Bằng MG, MG nhân cho đấy, C CI nhân cho của CI mà nhân cho EGA. EGA. Rồi, các em có thể các em mở dùm anh đi. Các em mở dùm anh trước này anh dặn luôn nè, tí nè. Tiếp nè. VKP này, VKP chính là thành phần động tại gió này. Thì lưu ý nó ghi chỗ này nè, VKP á đấy, đơn vị tính toán thường là đa newton hoặc là kilo newton, kilo newton tùy thuộc đơn vị tính toán của VKFG. Cái VKF này của em chính là thành phần xung của em đó. VKF chính là thành phần xung đó. Tí nữa các em sẽ gặp VKF sau, được không? Đấy. Rồi tiếp bài của mình nha, tiếp bài. Rồi bây giờ các em mở Excel của anh ra,
Các em vào shift thành hành động dùm anh. Shift vào thành hành động anh. Xong chưa? Rồi, đầu tiên á về tỉnh thành quận huyện thì cái này bữa trước anh có chỉ bạn nhập chưa? Được không? Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là gì? Vẫn là vùng gió và gì các em? Vùng gió và dạng địa hình, nhớ nha. Quan trọng nhất vẫn là vùng gió và dạng địa hình của các bạn. Vùng gió của mình là vùng gió gì đây? Vùng gió 2A đúng không? Vùng gió 2A. Và địa hình là địa hình gì? Địa hình dạng C. Được không? Địa hình 2A, địa hình C. Xong chưa bạn? Và bạn kéo dịch gì xuống dưới này. Các bạn đừng có quan tâm cái bảng này làm gì nhá. Cái bảng này chẳng qua là trước đây ấy, có nhiều bạn đó bạn là muốn làm theo cái cách mà 3D á. Được không? Thì anh để đây thôi. Quan trọng là hai bảng dưới này. À, hai bảng ở đây. Một bảng mình tính phương x và một bảng mình tính phương gì các em? Một bảng mình tính phương là phương phương y. Được chưa các bạn? Đấy. Rồi. Xong chưa? Tiếp này. Đầu tiên này, đầu tiên các em thấy chỗ này này. Bây giờ chỗ này cái cột số tự quan á nó mới là từ 1 đến bao nhiêu đây? Từ 1 đến 10, 15 đúng không? Nhưng mà bài của mình á, khi mà mình tính gió, các bạn còn nhớ bên thành phần tính kén vào tâm hình học nè. Mình có bao nhiêu tầng không? 17 tầng, bây giờ mình phải thêm 2 tầng nữa đúng không ạ? Thêm dùm anh 2 tầng nữa. Rồi, bạn quét chọn này. Bạn quét chọn, bạn insert cho anh thêm 2 hàng nữa. Hiểu ra này không? Đấy. Và cái cột số tự á, thì các bạn chỉ việc là kéo xuống đây thôi. Được, kéo xuống thôi. Hiểu ra này không? Còn cái cột tên tầng thì các em làm gì? Cột tên tầng các em qua thành phần tính thân mình học nè, các em làm gì đây? Các em chỉ việc là các em copy, được không? Xong các em qua đây các em làm gì? Các em dán vô đây là xong. Được không? Ở đây lưu ý đầu tiên á là khối lượng tham gia dao động nha, khối lượng tham gia dao động. Thì khối lượng tham gia dao động á, các bạn vào do cái bảng Excel mà nó mình xuất ra, được không? Các bạn vào giùm anh á, cái bảng là center of mass and rigidity. Các bạn là center of mass. Ở đây có hai cột là mass x và mass y các bạn. Mass x và mass y đúng không? Được không? Cho nên hai cột này giá trị nó cũng như nhau thôi. Được, nó cũng như nhau mà thôi. Ok chưa? Đấy. Rồi, nhưng mà bạn lưu ý chỗ này nè. Bạn nhìn nè. Cái thứ tự thì nó đang bị ngược nhau. Được không? Thứ tự ở trong cái bảng tính của anh á thì là từ tầng trệt đến tầng mái. Nhưng mà thứ tự ở trong cái bảng xuất ra là từ gì? Từ mái xuống gì? Xuống trệt đúng không? Bây giờ mình phải làm gì nhỉ? Mình phải đảo ngược chiều lại đúng không em? Đảo ngược chiều lại. Còn nhớ cách đảo ngược chiều không? Đúng rồi. Các bạn bấm vào cột đầu tiên này các em. Các em chuột phải, các em chọn là gì đây? Là insert, được không? Các em thêm giùm anh một cột là cột số thứ tự. Đánh số 1, đánh số 2, quét chọn hai số, bút chuột trái vô đây thì nó nhảy. Được không? Đừng có hai lúa ngó từ 3 đến 67 á. Được không? Có số 1, có số 2, quét chọn hai hàng luôn nhá. Đút chuột cái là nó nhảy, được chưa? Xong chưa? Rồi tiếp nha các bạn. Đấy. Rồi tiếp nè. Đấy. Rồi bây giờ mình phải xoay ngược lại nè. Mình bấm vào tiêu đề các bạn nha. Bấm tiêu đề. Rồi, bấm theo ngang như vậy nè. Được không? Các bạn vào data. Data. Các bạn chọn là filter, được không? Data filter. Xong chưa các bạn? Data filter. Được chưa? Rồi, đấy. Bây giờ bạn bấm một cột số thứ tự nè. Được không? Bạn xoay ngược lại là từ gì đây? Xoay ngược lại là từ lớn về nhỏ nha. Đấy. Được chưa? Từ lớn về nhỏ. Hiểu đoạn này không? Từ lớn về nhỏ. Ok chỗ này không bạn? Đấy. Rồi bạn cẩn thận chỗ này giùm anh nè. Bạn thấy bây giờ đơn vị của mass x và mass y đo đang đơn vị gì các em? Kg. Được không? Vậy lưu ý chỗ này nè. Cái đơn vị của em đơn vị kg á thì nó tương đương với đơn vị là newton nhân dây bình phương chia cho thì mét. Thế này không? Kg thì tương đương đơn vị này. Vậy bây giờ thường thường mình tính lực đó làm những đơn vị gì? Kiloton đúng không? À, kiloton đấy. Nhân dây bình chia mét. Vậy chỗ này á, đơn vị khối lượng là đơn vị gì? Đơn vị tấn. Thế là này không? Đơn vị tấn nó mới đúng. Được chưa? Có phải khi mà tính gọi là trọng lượng á, khối lượng này, khối lượng bằng trọng lượng mà chia g không? Được không? Thì lưu ý, thằng này là kg này, thì thằng này là newton. Và thằng này là tấn này, thì thằng này là kilonewton. Hiểu đoạn này chưa các bạn? Đấy. Vì thế chỗ này phải chia bao nhiêu nữa bạn? Chia 1000, được chưa? Chia 1000. Đấy. Bằng này. Bằng
Nhớ là mình xoay lại mình mới chia nhé các bạn. Mình xoay lại mình chia, chia nghe. Thì có nhiều người người ta kêu là gì khó chia cũng được. Chẳng qua là gì, nhiều khi bạn không chia thì kết quả nó cũng không đổi. Tại vì sao? Tại vì các bạn may mắn thôi. May mắn là vì sao? May mắn là vì hồi sau kết quả nó bị triệt tiêu, hiểu không? Cái số nó bị triệt tiêu nên nó đúng. Nhưng mà lỡ mày đang triệt tiêu kết quả mình nó sẽ sai, hiểu chưa? Để triệt tiêu nó đợi sau. Rồi còn chuyên C này các em, các em paste vô cột MG giùm anh, paste vô cột MG giùm anh. Sau khi paste xong các em bôi vàng lên. Bôi vàng lên để làm gì? Bôi vàng lên để sau là các em nhớ là cái cột nào mà các em cần nhập á, là cột đó các em phải làm gì? Các em phải bôi vàng. Được không? Cột nào các em cần nhập các em phải bôi vàng. Xong chưa? Ok chưa? Rồi tiếp. Xong đoạn này các bạn. Thì để các em nhìn trong bài của anh này, trong bài của anh á, cái khối lượng này, các cái tầng này á, để cái tầng này, tầng điển hình này, thì các em thấy cái khối lượng nó sắp xỉ nhau không em? Sắp xỉ nhau đúng không? Nhưng mà có một số tầng nó như thế nào đấy, nó chân nhau xíu này. Ví dụ ba tầng này giống nhau này, hai tầng này giống nhau này, một số tầng chân nhau xíu. Tại vì sao có sự chân nhau như thế này các bạn? Thực tế nó cũng không, ví dụ như những tầng này này, thì kết quả nó cũng gần như thế nào đây? Bằng nhau đúng không? Tại sao có sự chân nhau như thế này? Tại sao có sự chân nhau như vậy? Khi mà mình tính á, mình tính khối lượng tầng của mình là bằng gì? Bằng tính tải cộng gì? Cộng do hòa tải đúng không? Đấy, tính tải cộng hòa tải. Thì tính tải và hòa tải của những tầng từ tầng 2 đến tầng 15 thì nó giống nhau rồi. Được, hòa tải giống nhau rồi. Được. Nhưng mà bạn nhớ là cái cột của bạn á, cái cột của bạn thì nó đâu có đều nhau. Đúng không? Cột bạn nó khác nhau mà. Được. Thì cái trọng lượng bản thân nó sẽ là sao? Nó sẽ thay đổi nó khác nhau, hiểu chưa? Đấy, nó cũng không nhiều đâu bạn. Được, không nhiều đâu. Rồi, xong cái MG nhá. Được, thằng này thằng dễ nhất các bạn ạ. Thằng thứ hai là bây giờ bắt đầu thằng này bắt đầu khó này. Thứ hai là gì đây? CE nha, yeah. CE người ta gọi là gì? CE người ta gọi là hệ số đấy. Hệ số động lực. CE người ta gọi là hệ số động lực. CE thì mình phụ thuộc vào hai cái. CE phụ thuộc vào hai cái. Thứ nhất đó là delta. Delta đấy bạn nhớ delta mình đồng vòng nhiêu không ạ? 0,3 không? Delta người ta gọi là gì? Người ta gọi là độ giảm loga. Độ giảm logarit. Còn thêm một số nữa đó là epsilon. 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 Epsilon y bằng gì? Bằng căn bậc 2 này của gamma nhân cho W0 chia cho 940 nhân cho Fi. Xong chưa các bạn? Rồi nói lên giải thích chỗ này này. Đầu tiên á, gamma. Gamma là hệ số độ tin cậy của tải gió. Gamma mình sẽ lấy bằng 1,2. V cấp 0 là gì? Nhớ bữa trước mình tính nó thành mình tính không? V cấp 0 là gì? Áp lực gió gì? Cơ bản đúng không? Nếu vùng mình là vùng 2A thì V cấp 0 là mấy? 83 đó. Nhưng mà lưu ý chỗ này là đơn vị. Em để ý à. Yêu cầu đơn vị của nó V cấp 0 đơn vị gì đây? Newton. Newton trên mét vuông. Đúng không? Đấy. Đơn vị là Newton trên mét vuông. Cẩn thận chỗ này nha. Được chưa? Đấy. Cẩn thận chỗ này. Đừng sai. Rồi 940 không có gì nữa rồi. Fi là gì? Fi tần số dao động riêng thứ y. Ví dụ ở đây bây giờ mình đang tính cho dạng thứ mấy? Đang tính dạng thứ mấy? Dạng 1 đúng không? Với Fi chính là tần số dao động riêng thứ mấy bạn? Thứ nhất của các bạn. Thì ở đây hiểu như vậy này. Ví dụ bây giờ bài nãy bạn nhớ đầu giờ anh cho bạn coi cái hình cầu treo Tacoma không? Được. Nguy hiểm nhất là gì? Khi tần số của tải trọng bằng gì? Tần số dao động riêng đúng không các em? Vậy ví dụ bây giờ anh ráp Fi vô đây nè. Fi vô đây. Anh tìm ra được một cái epsilon y đúng không? Với epsilon y anh tìm ra một cái gì đây? Một cái C. Từ một cái C anh tìm ra một cái thành thần động không? Hiểu là đó không? Nghĩa là bây giờ này. Nghĩa là khi nha. Đấy. Khi mà tải gió
tải gió nha, có tần số bằng tần số dòng riêng, được không? Nó sẽ sinh ra một cái lực bằng chính là lực động mình. Ví dụ anh hiểu đơn giản như bây giờ, ví dụ epsilon của anh này bằng 0.7 đi, ví dụ nha bạn, được không? Thì anh tìm được cái vkp của anh này, được không? Ví dụ là 150 kN, hiểu đơn này không? Được không? Nghĩa là tương ứng á, nói ví dụ là cái fe đi, fe của anh là bằng 0.6 hertz đi. Từ fe 0.6 hertz anh ra được cái epsilon bằng 0.7. Nếu epsilon bằng 0.7 anh ra được cái vkp bằng 150. Nghĩa là như vậy nè, khi mà tần số của tải gió của mình nhá, có tần số đúng bằng tần số dòng riêng là 0.6 này, được không? Thì lúc đó cái lực của mình là bao nhiêu đây? 150. Cái lực này sẽ làm gì? Nguy hiểm nhất cho công trình. Hiểu được nào? Sẽ gây nguy hiểm nhất cho công trình. Hiểu được này chưa các bạn? Đấy. Đó là mối quan hệ giữa là cái tần số của tải ngoài và cái tần số dao động dòng riêng của bạn. Hiểu được đó chưa? Đấy. Chứ các bạn đừng có hiểu nhầm như vậy, bạn kêu là bây giờ em lấy cái thằng nào mà ra cái VKP lấy không ạ? Thằng nào nguy hiểm nhất là thằng có tần số dao động bằng tần số dao động riêng. Nó mới sinh ra hiện tượng gì? Hiện tượng cộng hưởng nha. Rồi tiếp nè. Vậy bây giờ cái bài của mình nè, cái bài của mình đi. Gamma và VF0 thì các em có hết rồi đúng không? Các em có hết rồi, đúng không? FI đây. Bây giờ FI của anh bằng bao nhiêu đây? Đây, FI mình phải vô bảng model participating mass ratio nè. FI của anh là tần số của dạng 1 nè. Của anh giá trị là bằng 0.7604, đúng không? 0.76, được không? Rồi, các em để ý tần số của dạng một con là 0.76 nha, được không?